Chợ ô tô cũ Quảng Ninh xin kính chào quý anh chị, chào các bạn, chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại phường Đông Uông Bí, Quảng Ninh. Và hôm nay chợ ô tô cũ Quảng Ninh vừa mới nhập về một chiếc Forger Wildtrak sản xuất năm 2022, màu trắng rất là đẹp, xe mang biển của tỉnh Hải Dương, 34C 35246. Tranh thủ cái buổi chiều hôm nay cũng là ngày 25 Tết rồi, cũng chỉ còn 5 hôm nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi, Đức Trung tranh thủ lên sóng để giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe phải nói là rất là mới. Ai mà là tín đồ của những cái xe bán tải thì có thể tham khảo cái mẫu xe này. Xe được trang bị số tự động 2 cầu máy dầu 2.0, form mới, xe cực đẹp. Đấy, cam kết là không một lỗi nhỏ, bảo hành hãng anh em nhé. Con này bảo hành hãng, bản cao cấp nhất của dòng Ford, Forger Wildtrak. Về cái form dáng thiết kế thì phải nói là quá đẹp. Ở đây cũng là chiếc Wildtrak mà bên chợ ô tô cũ Quảng Ninh nhập về đầu tiên đối với cái form mới. Anh em quan tâm thì có thể đến xem xe trực tiếp tại chợ ô tô cũ Quảng Ninh, có địa chỉ ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí. Và chiếc Wildtrak này bên Đức Trung đang chào bán với giá là 885 triệu đồng, bao rút hồ sơ cho anh em. Xe mới thì bao check các kiểu anh em nhé, và cam kết bảo hành dài hạn. Ngoài cái bảo hành hãng ra, bên Đức Trung có những cái sự cam kết thêm cho khách hàng. Ngoài check 2.0, số tự động 2 cầu anh em nhé. Sau đây Đức Trung sẽ đi gần vào để anh em có thể quan sát chi tiết cái mẫu này. Mẫu này thì ở trên mạng cũng review rất là nhiều, thì hôm nay Đức Trung sẽ quay thật là chi tiết để anh em có thể gọi là tham khảo thêm. Đây logo của Ford đây anh em nhé. Đây nó có cả cam trước này. Đây camera trước. Cảm biến. Cảm biến trước. Thế và nó có vẫn có radar anh em nhé. Đấy. Radar để cảnh báo va chạm, nó nằm ở đằng sau cái biển. Cặp đèn projector có cái giải led hình chữ C, cực đẹp luôn, gọi là mới tinh. Các cái đường gân, góc cạnh, mối lắp ghép, tất cả mọi thứ là nguyên bản hết. Đây lưới tản nhiệt. Trung vẫn đang để động cơ nổ máy, nó máy móc gầm bệ, mọi thứ chi tiết là nguyên zin. Xe cực đẹp. Cơ lốp về anh em này. 255/65R18. Là răng đúc vành đĩa. Con này cảm giác chạy cũng rất là phê anh em ạ. Cái giá lóc nguyên bản. Hay đăng kiểm dài tháng 11 năm 2024 anh em nhé. Xi nhan gương. Cam 360 nguyên bản theo xe. Đây, chìa khóa thông minh anh em này. Chìa khóa thông minh. Đây bậc bước to bản. Đây, các cái đường gân góc cạnh, các cái form còn căng đét. Thanh thể thao nguyên bản. Gầm bệ. Con này là phanh đĩa 4 bánh anh em nhé. Bánh sau ở bên phụ đây.
la răng đúc, sắt xi gầm bệ, mọi thứ là nguyên bản hết. Nó có cả một cái bậc bước ở bên hông. Đây cái cụm đèn nguyên bản này, rất đẹp luôn, đèn full LED. Đèn LED này nó vừa đỡ tốn điện, nó bền hơn rất là nhiều. Cản sau vẫn có các cái cảm biến camera lùi. Sơ cua này chưa chạm đất anh em nhé. Thì gầm bệ còn xanh ghép, còn nguyên màu mới luôn. Đây thùng bệ. Và cái bửng sau này nó có một cái bộ nhíp. Đấy. Nên là cái việc mà lâng lên hạ xuống nó vô cùng là nhẹ nhàng. Đối với chị em phụ nữ, lâng lên cũng rất là nhẹ, mà mở xuống cũng rất là ok luôn. 4x4 ngoài check, đèn phanh, logo Ford. Đấy. Và cái chữ răng gơ này thì là nó dập chìm trong cái phần tôn, rất đẹp. Nhưng mà so với những cái dòng xe mà nhập thì tùy theo cái mức độ cảm nhận của từng người, giá của nó thì nó hợp lý hơn. Cam kết mọi thứ là nguyên zin 100%, từ các cái mã kính cho đến toàn bộ các cái chi tiết nguyên bản theo xe. Giá lóc, anten. Ghế chỉnh điện. Tem mác bản lề. Ghế da ngoài check cũng rất là xịn sò. Con này nó có phanh tay điện tử đây anh em nhé. Phanh tay điện tử. Đấy, màn hình. Màn hình rất là to. Đấy, điều hòa auto full công nghệ. Vẫn còn ga tự động cảnh báo lệch làn, giới hạn tốc độ, khóa ở trên cánh này. Gương kính chỉnh điện. Cái mở cửa này rất là hay, chỉ cần bóp vào đây là mở cửa ra. Cụp xuyên gương vô cùng là nhẹ nhàng. Đây anh em có thể cam lùi, cam hành trình, cảnh báo lệch làn, giữ khoảng cách, phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, mọi thứ là điều khiển tích hợp hết ở trên màn hình, ở trên cái phím vô lăng này anh em nhé. Trần lý nguyên bản, hai đèn trần. Ly lông còn chưa bóc hết này anh em này. Xe phải nói là siêu mới luôn. Vô lăng nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Có cái cảm giác lái ấy, cầm lắm nó vô cùng là thích thú. Số tự động 10 cấp. Số M này là số để leo dốc anh em nhé. M này là nó chỉ có M1 và M2 thôi. Đấy, cái lúm cài cầu 2H, 4H, 4L. Đấy, hốc để đồ. Sạc không dây, tất cả mọi thứ đã bố trí được. Là ok hết. Có cổng USB, các cái cổng com. Đề lỗ.
còn nó vẫn có 6 túi khí. Kết cấu là nguyên bản, chưa có thay đổi gì. Ly lông chưa bóc hết đây anh em nhé. Sang cái dòng ngoài check này thì là nó cũng cải tiến có thêm cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau. Vẫn cái cổng 230V. Và có các cái cổng USB, cổng sạc cho các cái thiết bị văn phòng. Toàn bộ cái phần nội thất của xe cảm giác nó rộng rãi, nó thoải mái hơn rất là nhiều. Cái trục cơ sở của nó cũng được kéo dài ra. Trục cơ sở có nghĩa là cái tâm của cái bánh trước và bánh sau, cũng như là cái chiều rộng của xe. Đấy, cũng cho cái cảm giác rất là rộng rãi, thoải mái. Đây, dụng cụ đồ nghề nguyên bản chưa sử dụng. Đấy, vách lỉ. Cam 360 xi nhan gương. Vâng, và đây là khoang động cơ của chiếc Ford Y-Check sản xuất năm 2022 anh em nhé. Động cơ 2.0 turbo kép, bình nước, tất cả các cái chi tiết ở trong khoang động cơ này mới tinh luôn, bảo hành hãng. Mọi thứ là ok hết nha anh em nhé. Cam kết là xe zin đẹp, không lỗi nhỏ. Thế và anh em có nhu cầu sở hữu cái mẫu xe này thì liên hệ với chợ ô tô Cũ Quảng Ninh. Địa chỉ xem xe là ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí. Số điện thoại liên hệ thì Đức Trung để lên góc màn hình để anh em tiện liên lạc. Một cái mẫu xe phải nói là cực kỳ đẹp. Là nguyên zin hết 100%. Xe mới chạy rất là phê anh em ạ.
Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong khoảng hơn chục phút vừa qua thì Đức Trung đã quay chi tiết và giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe Forerunner Wincheck form mới sản xuất năm 2022, đăng ký tháng 11 nha anh em nhé, tháng 11 năm 2022. Chiếc Ford Wincheck số tự động 2 cầu này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 885 triệu đồng. Anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp để được tư vấn. Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em ở các cái video lần sau.